Cả lớp ơi, chúng ta học nha cả lớp. Chúng ta sẽ sửa tiếp tục bài ngày hôm qua. Ngày hôm qua là chúng ta chưa sửa hết đúng không? Dạ cô. Hôm qua là chúng ta sửa được tới đâu rồi? Tới đây đúng không? Mọi người làm tới slide 20 là mình sửa tới slide 20 đúng không cả lớp? Dạ. Rồi. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ sửa tiếp cái thuốc ở slide số 21. Thì ở đây nè các anh chị, tên thương mại nó là Pesotax 60. Hoạt chất của nó sẽ là gì? Pesophenadine, và nó sẽ được sử dụng để điều trị dị ứng nha. Chỉ định là sử dụng để điều trị dị ứng trong các cái trường hợp ví dụ như là viêm mũi dị ứng nè, đúng không? Hoặc là người ta sẽ sử dụng trong dị ứng da, mụn ngứa, mề đay chẳng hạn nha cả lớp. Thuốc này chống chỉ định trong trường hợp nào? Cả lớp mình có nhớ không? Thuốc này không dùng trong trường hợp nào? Cả lớp. Rồi thôi mời nhóm số 3, hôm bữa nhóm số 3 là nhóm nào? Có anh chị nào trình bày được cái thuốc này không? Dạ, Pesotax 60, tên biệt dược là Pesotax, hoạt chất là pesophenadine, chỉ định là chống dị ứng, viêm mũi dị ứng ngoài da, ít gây tương tác hơn với tetphenadine. Chống chỉ định là phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 12 tuổi ạ. Rồi, cảm ơn chị. Nó còn không có gây buồn ngủ ạ, tác dụng nhanh hơn ạ. Đúng rồi, tiếp tục thuốc kế thì nó là tên thương mại nó là Pesophenadine 60. Rồi hoạt chất nó là Pesophenadine, chỉ định chống chỉ định như thuốc vừa rồi. Ở đây cũng vậy, Telfast BD thì nó là tên thương mại, hoạt chất của nó là gì? Pesophenadine. Được chưa? Tiếp tục thuốc này mời nhóm số 3. Em cho em trình bày như Rồi, cứ nói đi. là thuốc cho một nhóm kháng histamine được xem là thuốc dị ứng với các triệu chứng như là ngứa, chảy nước mũi, chảy nước mắt, hắt hơi, viêm kết mạc và mà đây liên quan đến histamine. Bên cạnh đó còn được sử dụng để điều trị ngứa phát ban, tác dụng mạnh kéo dài không gây buồn ngủ. Chấm định là quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Thuốc có thể gây đau đầu, mệt mỏi và cảm giác khô miệng. Rồi, cảm ơn anh. Thuốc này tên thương mại là Loratadine Stada, hoạt chất nó là Loratadine. Được chưa? Rồi, nó được sử dụng để điều trị dị ứng, đúng không nè? Rồi, nó còn dùng để làm gì nữa không? Ngoài sử dụng cái điều trị dị ứng rồi, nó còn dùng để làm gì nữa không cả lớp? Ở nhà chị có Viêm xoang sổ mũi cơ. Ừ đúng rồi, viêm xoang sổ mũi, được chưa nè? Chúng ta sẽ nhớ về một số cái ý như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây là Lorin, Lonin đúng không? Lonin là tên thương mại, hoạt chất nó là gì cả lớp? Hoạt chất của nó là loratadine, được chưa? Và nó sẽ được sử dụng để điều trị dị ứng giống như cái thuốc vừa rồi thôi. Tiếp tục, ở đây là Loratadine. Loratadine nó là tên hoạt chất, đúng không ạ? Nó là tên, Loratadine nó là tên thương mại. Còn tên hoạt chất nó là gì? Loratadine, được chưa? Tên hoạt chất nó là Loratadine. Còn tên thương mại nó là Loratadine. Thì nó cũng sẽ được sử dụng để điều trị dị ứng như vừa rồi thôi. Còn ở đây, tên hoạt chất nó sẽ là gì? Loratadine, tên thương mại của nó là Lo Re Bay. Được chưa? Lora Bay, và chúng ta cũng sẽ sử dụng nó để điều trị dị ứng giống như cái thuốc vừa rồi. Ở đây, tên thương mại là Lazidin, tên hoạt chất nó là gì? Lazidin, Loratadine,
thì nó lại quay về cái thuốc vừa rồi. Được chưa cả lớp? Nhớ dùm cái chỗ này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay một bài mới. Như vậy các anh chị nhớ dùm, đối với bài thuốc điều trị dị ứng này chúng ta cần phải nhớ làm cái cơ chế của dị ứng. Rồi cái gì nữa, phân loại thuốc điều trị dị ứng thì chúng ta có bao nhiêu loại chẳng hạn, chúng ta nhớ cho một số cái ý như thế. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu một bài khác, đó là bài thuốc nhuận tràng. Các anh chị xem và các anh chị có bài này chưa? Dạ có đấy cô. Có rồi đúng không? Như vậy đối với thuốc nhuận tràng thì các anh chị sẽ nhớ giùm, chúng ta sẽ có nhiều nhóm, nhiều nhóm nha. Thuốc nhuận tràng thì chúng ta sử dụng để làm gì cả lớp? Điều trị táo bón còn. Ừ, thuốc nhuận tràng sẽ được sử dụng để điều trị táo bón. Ví dụ như bệnh nhân không bị táo bón, mình có thể sử dụng thuốc nhuận tràng được không cả lớp? Dạ em nghĩ là không. Không. Ví dụ như là bệnh nhân không bị táo bón thì chúng ta không sử dụng thuốc nhuận tràng được, theo ý chị là như thế. Các anh chị còn lại có ý kiến gì không? Có ý kiến gì thì cứ nói nha. Dạ, ví dụ cũng được chỉ tắc ruột đó chị cô. Thuốc nhuận tràng có thể sử dụng để điều trị tắc ruột đúng không? Dạ. Tại sao tắc ruột lại dùng thuốc nhuận tràng? Tại vì làm cho nó cái cơ trơn nó có nhu động lại. Làm cho thuốc mình nó tăng nhu động hả? Dạ. Phải không? Dạ. Kích thích nhu động ruột hả cô? Cái gì? Kích thích nhu động ruột hả? Kích thích nhu động ruột. Thuốc này có kích thích nhu động ruột không? Dạ không cô, nó làm mềm cái phổi phân cô. Ừ, nó làm mềm phổi phân. Được chưa? Nói tóm lại là thuốc này nó sẽ tác động theo nhiều cái cơ chế khác nhau. Và các anh chị thấy người ta sử dụng thuốc nhuận tràng trong những cái bệnh nào? Ví dụ như vừa rồi có một anh chị kể là chúng ta sẽ dùng nó khi chúng ta bị táo bón. Rồi có một anh chị kể dùng khi bị tắc ruột. Thì kể như thế thì cứ để vậy đi. Rồi chúng ta sẽ suy nghĩ coi đúng hay không đúng nha. Rồi còn anh chị nào cho ý kiến gì nữa không? Có thể dùng trong phẫu thuật nội soi không? À, một anh chị cho ý kiến là dùng trong phẫu thuật nội soi. Rồi, còn anh chị nào có ý kiến gì nữa không? Dùng khi nào? Còn dùng trong trường hợp nào nữa không? Mấy người mà bị bệnh trĩ uống để cho nó dễ, đừng có gây ảnh hưởng tới cái vết trĩ luôn. À, những người bị bệnh trĩ uống để không bị ảnh hưởng đến cái vết trĩ. Dạ, người bị đau bụng quặn thắt đó cô. Rồi, một ý nữa là người bị đau bụng quặn thắt. Rồi còn ý nào nữa không? Đúng không cả lớp? Dùng thuốc nhuận tràng làm lợi mật kích thích tiêu hóa nè cô. À, thuốc nhuận tràng làm lợi mật kích thích tiêu hóa. Phải không? Cô giúp nhu động ruột về trạng thái bình thường đó cô. À, giúp nhu động ruột trở về trạng thái bình thường. Khi mà chúng ta bị phẫu thuật xong chúng ta sử dụng thuốc gây mê thì có thể dẫn đến tình trạng liệt ruột đó đúng không? Ý chị phải như thế không? Dạ. Thì nó sẽ giúp nhu động ruột trở về trạng thái bình thường. Rồi chúng ta còn dùng để làm gì nữa không nè? Làm giảm táo bón cho phụ nữ mang thai. Làm giảm táo bón cho phụ nữ mang thai. Đúng không? Thực ra là gì các anh chị? Đối với nhóm thuốc nhuận tràng này chúng ta sẽ sử dụng trong nhiều cái trường hợp. Không phải chỉ dùng trong trường hợp táo bón không đâu. Ví dụ như là táo bón thì chắc chắn phải dùng, đúng không nè? Ví dụ như chúng ta cần phẫu thuật chẳng hạn,
Mà trong đường tiêu hóa chúng ta còn thức ăn thì có phẫu thuật được không? Dạ không. Chúng ta phải sử dụng các cái thuốc nhuận tràng để thục tháo thức ăn ra bên ngoài, đúng không? Hoặc là chúng ta cần phải nội soi đường tiêu hóa chẳng hạn. Trong đường tiêu hóa chúng ta còn thức ăn thì có được không? Dạ không, không. Khi mà mình nội soi thì mình phải nhìn đói cô, để cho ruột thì trong ruột không là rỗng cô. Đúng rồi, đúng rồi, trong ruột phải rỗng. Cho nên là trong trường hợp đó thì chúng ta cũng sẽ làm gì? Chúng ta cũng sẽ không có, chúng ta cũng sẽ sử dụng thuốc nhuận tràng, được chưa cả lớp? Được không nè? Chúng ta sẽ nhớ dùm một số cái ý đó nha cả lớp. Không, được chưa? Nhớ dùm cái ý đó. Rồi, các anh chị sẽ lại thấy nữa. Chúng ta sẽ dùng trong trường hợp nào nữa? Ví dụ như trong những cái trường hợp như là bệnh nhân bị trĩ chẳng hạn, thì có hạn chế rặn mót không? Dạ có, đúng chưa? Hạn chế rặn mót, cho nên là chúng ta cũng sẽ sử dụng thuốc nhuận tràng, được chưa? Nói tóm lại là thuốc nhuận tràng nó sẽ sử dụng trong nhiều trường hợp, chứ không nhất thiết chỉ dùng trong một cái trường hợp duy nhất là bị táo bón không đâu. Nhớ dùm cái chỗ này. Ngoài ra thì các anh chị cần phải nhớ thêm, thuốc nhuận tràng của chúng ta nó sẽ có nhiều nhóm và nó sẽ tác động theo nhiều cái cơ chế khác nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có là nhuận tràng thẩm thấu, chất xơ tạo khói, nhuận tràng làm mềm, làm trơn, và chúng ta còn một nhóm nữa đó là nhuận tràng kích thích nha. Thì tùy theo cái mức độ, tùy theo cái đối tượng mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái nhóm thuốc khác nhau, được không nè? Như vậy thì ở đây các anh chị cần phải nhớ là đối với nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu, chúng ta sẽ có một số cái hoạt chất chẳng hạn như là gì, glycerin nè, lactulo nè, muối nhuận tràng. Thì cái nhóm thuốc này nè các anh chị, nó sẽ tác động theo cái cơ chế là gì ạ? Là nó sẽ thẩm thấu, tức là nó sẽ dựa trên cái nguyên tắc là nó sẽ cân bằng áp suất thẩm thấu, nó sẽ hút nước vào trong lòng ruột, được chưa? Nó sẽ hút nước vào trong lòng ruột. Rồi, lúc này á, nước nó sẽ vào trong lòng ruột thì khối phân của chúng ta mềm ra, đúng không nè? Hay là nước vào trong lòng ruột thì nó sẽ kích thích co bóp cơ trơn đường tiêu hóa, kích thích co bóp ruột, được chưa? Thì khi mà kích thích co bóp như vậy thì sao? Sẽ tăng tống phân ra bên ngoài, được không? Nhớ dùm cái chỗ này nha. Khi mà kích thích co bóp thì nó sẽ tăng cái khả năng tống phân ra bên ngoài. Nhớ dùm cái chỗ này nha cả lớp. Các anh chị cứ tưởng tượng như thế này. Chúng ta sẽ có một cái lá cây. Lá cây đó khi các anh chị cho vào trong nước muối mặn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó bị mềm, khi mà các anh chị cho vào trong, khi mà các anh chị cho cái lá cây này vào trong nước muối mặn thì chuyện gì sẽ xảy ra cả lớp? Lá nó héo. Đúng rồi, cái lá của chúng ta nó sẽ bị héo lại. Bị héo lại là do đâu? Mất nước. Đúng rồi, bị héo lại do mất nước, được chưa? Tức là cái lượng chất tan ở môi trường bên ngoài, lượng chất tan tức là nồng độ muối ở môi trường bên ngoài cao hơn hay thấp hơn so với trong lá cây? Cao hơn. Đúng rồi, lượng muối bên ngoài nó sẽ cao hơn so với trong cái lá cây. Mà khi nó cao hơn so với trong lá cây như vậy thì như thế nào ạ? Hút nước. Thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ hút nước từ trong lá cây ra môi trường bên ngoài, đúng chưa? Để cân bằng áp suất thẩm thấu. Thì khi nó hút nước từ trong lá cây ra môi trường bên ngoài thì từ đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Mất nước. Đúng rồi,
nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là mất nước, được không? Nhớ giùm nha, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mất nước và nó sẽ héo, lưu ý giùm cái chỗ đó. Thì cái thuốc của mình á, nó cũng sẽ tác động tương tự như vậy. Bản thân cái thuốc chúng ta cho vào trong đường tiêu hóa là gì? Là lycerin, là lactulo hay là các cái muối nhuận tràng, được chưa? Thì khi mà cho vào trong như đường tiêu hóa như vậy, bạn ví dụ như cho cái muối vào đi, thì nồng độ chất tan trong lòng ruột chúng ta cao hay thấp? Cao. Đúng rồi. Nồng độ chất tan trong lòng ruột của chúng ta cao, được chưa? Khi nồng độ chất tan trong lòng ruột cao như vậy thì nó sẽ có xu hướng là gì cả lớp? Hút nước. Đúng rồi, nó sẽ có xu hướng là hút nước vào trong lòng ruột, được chưa? Khi mà nước vào trong lòng ruột thì nó sẽ kích thích co bóp đường tiêu hóa và nó sẽ tăng cái khả năng tống phân ra bên ngoài. Nhớ giùm cái chỗ này nha cả lớp. Rồi, bây giờ nè, các anh chị sẽ thấy như vậy, nếu như mà dùng cái nhóm này thì một nguy cơ xảy ra đối với cơ thể con người chúng ta là gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng gì? Mất nước. Cho nên là nếu như sử dụng cái nhóm thuốc này thì chúng ta phải làm gì cả lớp? Uống nhiều nước. Uống nhiều nước. Đúng rồi, chúng ta phải uống nhiều nước nha. Nhớ giùm cái chỗ đó. Rồi, tiếp tục. Cái nhóm thứ hai là chất xơ và tàu khói. Thì các anh chị sẽ thấy, đối với chất xơ tàu khói thì thành phần của nó sẽ là gì? Metincellulo, polycarbophyllene. Thì các anh chị thấy là khi mà chúng ta bị táo bón thì cái lời khuyên đầu tiên đối với chúng ta là gì các anh chị? Dạ, ăn nhiều rau củ. Đúng rồi, chúng ta sẽ ăn nhiều rau củ, đúng chưa? Ăn nhiều rau củ. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy tại sao chúng ta lại ăn nhiều rau củ. Ăn nhiều rau củ là chúng ta bổ sung cái gì? Cellulo. Đúng rồi, cellulo, được chưa? Để nó sẽ làm tăng cái thể tích phân lên, đúng không? Và thải ra bên ngoài dễ dàng hơn, đúng không nè? Làm tăng thể tích phân và thải ra bên ngoài sẽ dễ dàng hơn, được chưa? Rồi, các anh chị sẽ lại thấy á, nếu như mà làm tăng cái thể tích phân mà thải ra bên ngoài dễ dàng hơn như vậy á, thì cái nguy cơ xảy ra đối với chúng ta là gì cả đó? Dễ bị tiêu chảy không cô? Không. Đầy bụng, khó tiêu. Đúng rồi, đầy bụng, khó tiêu, được chưa? Đầy bụng, khó tiêu. Đúng rồi đó. Và các anh chị sẽ thấy nè, nếu như mà, nhưng mà ở đây á, là chúng ta có sử dụng rau củ không? Hay là chúng ta sử dụng thuốc? Metincellulo á, nó chính là thuốc, đúng chưa? Bản thân của nó giống như là cái bột aga. Các anh chị biết bột aga không? Giống như bột rau câu á. Nó sẽ giống như vậy. Thì các anh chị sẽ thấy là nó giống như là aga, giống như bột rau câu. Chúng ta uống chỉ là một lượng nhỏ thôi. Khi vào trong cơ thể chúng ta thì sao? Nó sẽ hút nước, nó sẽ trương nở ra, được chưa? Và nó sẽ làm tăng cái thể tích khối phân lên và từ đó sẽ kích thích co bóp cơ trơn đường tiêu hóa và thải phân ra bên ngoài, đúng không nè? Như vậy thì cái nguy cơ xảy ra là gì? Phình ruột, đúng chưa? Phình ruột đến một lúc nào đó thì nó sẽ làm gì? Tắc ruột các cô. Nó sẽ gì? Nó sẽ vỡ, đúng không? Và các anh chị sẽ thấy một cái nguy cơ thứ hai đó là gì? Nếu chúng ta uống thuốc này mà chúng ta không uống nhiều nước thì có được hay không? Dạ không. Nó bị hút nước hết rồi cô. Đúng rồi. Chúng ta uống nhưng mà chúng ta không uống nhiều nước thì cái này nó có trương nở lên không? Nó không có đủ nước để nó trương lên, nó nở ra. Đúng rồi. Đúng rồi, nó sẽ không đủ nước để trương nở, được chưa cả lớp? Chúng ta sẽ nhớ giùm cái ý này nha.
Rồi, tiếp tục. Cô ơi. Cô ơi. À, em bị trào ngược dạ dày mà bị nặng đó cô. Em bị tới bị em mới đi chờ bệnh viện Chợ Rẫy về đó, nhưng mà em không biết là mình uống thuốc này một thời gian nó có hết không á cô. Uống thuốc gì hết chứ chị? Tại vì em trị cũng nhiều năm rồi mà nó tái đi tái lại hoài luôn đó. Đúng rồi, nhưng mà trào ngược dạ dày thực quản là nó sẽ tái tái lại, đúng rồi. Các anh chị cứ uống thuốc thì sẽ hết. Nhưng mà một khoảng thời gian sau á, chị sau ăn uống không điều độ lại chẳng hạn, thì nó cũng sẽ quay lại như bình thường thôi. Nhưng mà em thấy uống nhiều cơ, em bị cho 10 năm rồi mà không hết. Thì đúng rồi, bị trào ngược dạ dày thực quản là nó sẽ cứ tái đi tái lại hoài à. Cái đó phải kiêng chua, kiêng cay đồ nữa. Đúng rồi, ăn uống phải cẩn thận, kỹ lưỡng lắm á. Còn nếu như mà chúng ta hết, thấy hết rồi, rồi chúng ta ăn uống nó không điều độ lại, cứ ăn theo sở thích, thì đến một lúc thì nó cũng sẽ bị lại thôi nha. Nói chung một khi đã trào ngược dạ dày thực quản hay viêm loét dạ dày tá tràng gì đó, là cái bệnh đó là nó sẽ tái đi tái lại hết, nhưng mà hết theo cái cách mà tái đi tái lại. Dạ, cảm ơn cô. Cô cho em hỏi. Ơi. Dạ, cô cho em hỏi là ví dụ như là bé nó hay ở với lại là miệng hôi với lại là sáng ra là đi hơi bị khó cô, thì cái đó là cũng là do bị táo bón hay nọ cô, hay là do cái đường ruột của bé không tốt cô? Alo, ồ, chị nói lại nghe không rõ cái ý của chị. Dạ, tức là đường ruột của bé hay bị ở hơi, sáng ra thì kêu là đau bụng nhưng mà đi thì khó mà. Cho toilet ngồi lâu, với lại là miệng của bé khi mà nói chuyện ra nó bị hôi á cô, không phải là do không đánh răng mà nó hôi từ đường ruột lên đó cô. Thì cái đó có à, cái kiểu nó là... cái kiểu nó bị trào ngược có chứ gì đúng không? Dạ vâng. Ừ. Cái đó là thuốc dành cho trẻ mình cũng có đúng không ạ? Thuốc dành cho trẻ có chứ chị. Đi bác sĩ là có thuốc, có cốm này nọ không vậy? Đúng rồi, đúng rồi, mấy cái cốm á. Mấy cơm tiêu dành cho trẻ đó. Hoặc là uống men tiêu hóa, bio đồ đó được các cô ha. Đúng, 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 mấy cái đó đó. Rồi, được chưa nè, tiếp tục được chưa? Rồi, như vậy là cái nhóm chất xơ và tạo khói thì các anh chị nhớ dùm là nó sẽ tác dụng theo cái cơ chế là nó sẽ hút nước và nó sẽ trương nở lên, nó làm tăng thể tích khói phân lên. Và cái để mà tăng thể tích khói phân lên thì sẽ kích thích co bóp cơ trơn đường tiêu hóa và thải phân ra bên ngoài dễ dàng hơn. Và cái thuốc này muốn có tác dụng thì chúng ta phải như thế nào ạ? Uống nhiều nước. Đúng rồi. Chúng ta phải uống nhiều nước. Rồi, nhóm thứ ba đó là muối canxi hay là natri của docusat. Thì các anh chị sẽ nhớ dùm bản thân của cái này nè. Nó là các cái chất diệt hoạt nha. Nó sẽ nhũ hóa chất béo và nước lại với nhau. Ví dụ như trong phân chúng ta có nhiều chất béo thì nó sẽ giúp hút nước dễ dàng hơn và từ đó nó sẽ làm mềm phân và sẽ thải ra bên ngoài dễ hơn. Nhóm thứ ba là nhóm làm trơn, thì cái nhóm này ít dùng cho nên là các anh chị không cần phải quan tâm. Ngoài ra thì chúng ta còn một nhóm nữa, đó là nhuận tràng kích thích. Thì nhuận tràng kích thích này, các cái hoạt chất nó tụ chủ yếu là từ dược liệu. Thì nó ví dụ như là ở y học cổ truyền chúng ta thì các anh chị hay sử dụng là mùn trâu với lại lô hội, nhựa lô hội với lại mùn trâu để điều trị táo bón, đúng không nè? Thì trong nó có chứa các cái thành phần dùng để điều trị táo bón. Nó sẽ tác động theo cơ chế là nhuận tràng kích thích và nó sẽ kích thích co bóp cơ trơn. Cơ trơn đây là cơ trơn đường tiêu hóa. Khi mà ruột chúng ta kích thích co bóp thì tăng khả năng tống phân hay là giảm các anh chị? Tống. Đúng rồi, nó sẽ tăng cái khả năng tống phân ra bên ngoài, được chưa? Nhớ dùm ở chỗ đó, khi mà kích thích co bóp cơ trơn đường tiêu hóa thì nó sẽ làm tăng khả năng tống phân ra bên ngoài. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy sử dụng cái nhóm thuốc này nó sẽ có các cái nguy cơ gì cả đó. Đúng rồi, chúng ta sẽ gặp phải tình trạng tiêu chảy. Ngoài tiêu chảy ra thì chúng ta còn bị gì nữa không? Ruột không cô?
nó không có tụt men đường ruột đâu mà nó sẽ gây đau bụng, đúng không? Nó kích thích co bóp cơ trơn đường tiêu hóa mà, thì nó sẽ gây đau bụng, đúng không? Nhưng mà các anh chị sẽ thấy cái nhóm này nó kích thích co bóp, kích thích co bóp cơ trơn đường tiêu hóa, thì các anh chị thấy ngoài đường tiêu hóa ra thì còn có những cái chỗ nào có cấu tạo bởi cơ trơn nữa không? Mạch máu đó cô. Ở gần đường tiêu hóa là các anh chị sẽ thấy là tử cung bàng quang có cấu tạo bởi cơ trơn không? Dạ có cô. Có, đúng không? Nếu mà tử cung mà co bóp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sảy thai. Đúng rồi, tăng cái khả năng tống thai, gây sảy thai cho bệnh nhân, được chưa nè? Rồi còn đối với bàng quang co bóp thì đi tiểu nhiều lần hơn thôi, được chưa? Nhớ dùm cái chỗ đó. Thì ở đây chúng ta có một số cái nhóm thuốc. Đây, nhóm nhuận tràng thẩm thấu. Thì ở đây phân tích cụ thể hơn để các anh chị thấy. Bản thân nó là cái dung dịch u trương, nên nó sẽ kéo nước vào trong lòng ruột, gây ra cái hiện tượng làm tăng cái nhu động ruột lên, được chưa nè? Và nó sẽ đối với cái nhóm thuốc này nè các anh chị, nó kéo nước vào trong lòng ruột, sau đó nó thải nước ra ngoài theo phân, cho nên là chúng ta rất là dễ rơi vào cái tình trạng là mất nước. Do vậy chúng ta cần phải làm gì ạ? Uống nhiều nước để tránh mất nước, được chưa cả lớp? Thì cái nhóm này chúng ta thường thấy là lycerin nè, muối nhuận tràng nè, hay là saccharin. Thì các anh chị có biết là cái chế phẩm chứa lycerin hiện nay đang được sử dụng là chúng ta dùng dạng gì không? Chúng ta là có cái chai mà bơm thuộc trực tràng đó, thấy không? Là nó có chứa thành phần là lycerin. Các anh chị có biết cái chai đó không? Chắc là biết mà đúng không? Tiếp tục chúng ta qua nhóm. Chúng ta qua nhóm thứ hai, đó là chất xơ thực vật và tạo khối phân. Thì như mình vừa nói, bản thân của nó là các cái polysaccharide, nó là methylcellulose. Và đối với cái nhóm này nó sẽ hút nước, nó trương nở và nó sẽ làm nguy cơ của nó sẽ là phình ruột, được chưa? Và chúng ta uống nhiều nước để tránh cái tình trạng mất nước, bởi vì nó hút nước nó, rồi nó mới trương nở và nó sẽ theo phân đi ra bên ngoài. Cho nên là chúng ta phải uống nhiều nước thì mới có tác dụng là thứ nhất. Chúng ta uống nhiều nước thì chúng ta mới tránh đi cái tình trạng mất nước. Nhớ giùm cái chỗ này. Nhóm thứ ba là nhuận tràng làm mềm. Nhuận tràng làm mềm bản thân của nó là các cái muối. Ví dụ như là chúng ta sẽ có là muối natri kali của docusat chẳng hạn. Các anh chị chỉ cần nhớ bản thân của nó là các cái chất nhũ hóa, và nó sẽ giúp nhũ hóa chất béo và nước và làm cho nó thấm qua phân dễ dàng hơn. Làm cho nó thấm ở đây là gì? Làm cho nước thấm qua phân dễ dàng hơn và giúp mềm phân, được chưa nào? Mềm phân như vậy thì cái quá trình thải phân ra bên ngoài dễ dàng hơn. Nhưng mà các anh chị đã thấy nè, bản thân nó là chất nhũ hóa, sẽ nhũ hóa chất béo và nước để nước dễ thấm vào phân hơn. Như vậy thì giả sử như chúng ta cũng cùng cái thời kỳ đó chúng ta bổ sung các cái vitamin A, D, E, K thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mất tác dụng. Đúng rồi, nó sẽ mất tác dụng, đúng không? Nó sẽ mất tác dụng của vitamin A, D, E, K, bởi vì bản thân các cái vitamin A, D, E, K là tan trong dầu hay tan trong nước? Dạ tan trong dầu. Đúng rồi, các vitamin A, D, E, K là tan trong dầu, được chưa? Cho nên là nó cũng sẽ làm mất đi cái tác dụng của các cái vitamin này, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý dùm nha. Cô cho em hỏi xíu ngoài lề, con bé em nó mới bị con mèo á, nó cào á cô, cái nó có sao không cô? Có nguy hiểm lắm. Thì đâu có sao, thì đi chích ngừa chứ sao không? Phải đi chích nhiều là ngừa luôn hả cô? Tại con mèo đó nhà đó nó bạn nó kêu mới đi chích về, mèo đó cũng chích ngừa.
Vậy giờ mình phải đi đưa bé đi chích ngừa luôn hả cô? Ừ, đi là trung tâm y tế, y dự phòng đó. Có thể tiêm kháng nguyên luôn nữa, trời nguy hiểm lắm đó chị ơi. Đi chích ngừa. Trời ơi, nó mới chạy ra khỏi nhà là bị luôn, nó khóc lên. Khổ ghê. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, tiếp tục. Tới đâu rồi cả lớp? Đang nói cái chỗ vitamin đúng không? Tới đó chưa cả lớp? Dạ, tới rồi. Dạ, tới vitamin rồi. Rồi, tự nhiên cái quên ngang không biết nói tới đâu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy nè. Như vậy thì các cái thuốc này nè các anh chị, là nó sẽ cản trở hấp thu các cái vitamin tan trong dầu. Bởi vì các cái vitamin tan trong dầu như là A, D, E, K thì vitamin nó bản thân nó là dầu đó các anh chị. Cho nên là thuốc này nó cũng sẽ nhũ hóa các cái dầu vitamin đó, với lại nước. Như vậy thì vitamin nó còn là vitamin nữa không? Không, được chưa? Cho nên là nó sẽ rất là khó hấp thu, đúng không nè? Cho nên là người ta nói rằng cái nhóm thuốc nhuận tràng làm mềm nó sẽ làm cản trở cái vitamin tan trong dầu. Lưu ý dùm cái chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta dùng thuốc nhuận tràng này thì chúng ta không dùng vitamin nữa nha, không dùng vitamin tan trong dầu. Còn vitamin tan trong nước thì chúng ta cứ dùng bình thường thôi nha cả lớp. Một số cái thuốc thuộc nhóm này thì các anh chị sẽ thấy nhớ dùm cái cụm từ docusat là được. Tiếp tục chúng ta sẽ quay một cái nhóm nữa, đó là nhóm nhuận tràng kích thích. Đối với nhóm nhuận tràng kích thích này thì các anh chị sẽ lại phải nhớ thì nó sẽ tác động theo cái cơ chế là gì? Nó sẽ kích thích đầu mối của niêm mạc trực tràng, từ đó nó sẽ làm tăng cái nhu động ruột, được chưa? Và chúng ta sẽ dùng nó để điều trị táo bón nè, hoặc là thục tháo trong chụp X quang hay là nội soi chẳng hạn. Và đối với nhóm thuốc này như mình vừa nói là chúng ta sẽ gặp phải cái tình trạng đó là gì? Đau bụng, được chưa? Chúng ta sẽ gặp phải cái tình trạng đó là đau bụng. Nhớ dùm cái chỗ này nha cả lớp. Thì chúng ta có một số cái hoạt chất chẳng hạn như là bisacodin nè, phenolphthalein nè, hoặc là dầu cắt son, thì chỗ này chúng ta xem thêm thôi. Thường là chúng ta hay sử dụng là gì? Bisacodin. Còn đối với nhóm nhuận tràng làm trơn thì cái nhóm này chúng ta cũng ít có dùng. Thì bản thân của nó cũng là dầu khoáng, nó sẽ làm trơn cái khối phân và niêm mạc ruột. Tuy nhiên cái nhóm này nó sẽ ngăn tái hấp thu nước từ niêm mạc ruột, thì chỗ này xem thêm thôi. Chúng ta qua một cái nhóm thuốc chữa khó tiêu và thuốc chống nôn. Như vậy thì ở đây nè, các anh chị thấy thuốc chữa khó tiêu và thuốc chống nôn nó là hai nhóm, nhưng mà nó có cái gì giống nhau không cả lớp? Theo các anh chị nghĩ, thuốc điều trị khó tiêu và thuốc chống nôn nó có cái gì giống nhau? Chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta gõ khung chat giùm nha cả lớp. Anh chị nào đang ngồi học ở đây gõ khung chat giùm. Hãy dạ, cho biết điểm giống nhau và khác nhau của thuốc chống nôn và thuốc chữa khó tiêu. Chắc này cho em xin phép em đưa bé đi chích cái là cô nha. Rồi dạ, rồi, chị đi. Có việc thì chị cứ đi đi chị. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, dạ. Các anh chị đây cũng đã trả lời nè. Giảm và ngăn chặn các cơn buồn nôn, thuốc khó tiêu. Sử dụng để giảm các triệu chứng dạ dày. Rồi bây giờ nè các anh chị sẽ thấy, thực ra đối với nôn, nôn nó là gì các anh chị? Nôn là mình tăng kích thích nhu động ruột, mình gây nôn ra. Nôn có phải là thức ăn từ dưới trào ngược lên trên không? Dạ đúng rồi. Nôn là thức ăn từ dưới nó sẽ trào ngược lên trên là nôn. Còn các anh chị sẽ thấy nè, còn khó tiêu là sao? Cả hai giống nhau, đều có còn thức ăn trong dạ dày. À, còn khó tiêu là gì?
là các anh chị sẽ cảm giác là thức ăn nó còn trong dạ dày, nó không có đi xuống được, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Rồi, tiếp tục. À, như vậy thì chúng ta sử dụng thuốc chống nôn, có phải là chúng ta sử dụng thuốc như thế nào đó để thức ăn nó không trào ngược lên mà nó chỉ đi xuống, đúng không? Đúng rồi. Còn cái thuốc chữa khó tiêu á, là có phải là các anh chị dùng cái thuốc nào đó mà để cho thức ăn nó từ thức ăn của nó là nó sẽ đi xuống dưới dễ dàng hơn, đúng không? Không cả lớp. Như vậy các anh chị thấy hai cái nhóm thuốc, thuốc chống nôn và thuốc chữa khó tiêu có cái giống nhau chưa? Ví dụ như chúng ta sử dụng cái thuốc nào kích thích co bóp dạ dày thực quản chẳng hạn, thì nó sẽ đẩy thức ăn đi xuống dưới, đúng không nè? Nó sẽ đẩy thức ăn đi xuống dưới thì nó sẽ giúp chống nôn, chống trào ngược dạ dày thực quản. Rồi nó đẩy thức ăn xuống dưới thì nó cũng sẽ dùng để điều trị khó tiêu, đúng không? Không cả lớp. Thì đó là cái giống nhau giữa hai cái nhóm thuốc, thuốc điều trị chữa khó tiêu với lại là thuốc chống nôn, được chưa? Như vậy các anh chị nhớ giùm nha. Đối với thuốc chống nôn thì nó sẽ kích thích co bóp cơ trơn đường tiêu hóa, đẩy thức ăn từ trên đi xuống. Còn chữa khó tiêu thì nó cũng như thế, nó sẽ dùng cái thuốc kích thích co bóp dạ dày thực quản chẳng hạn, đẩy thức ăn đi xuống. Hoặc ngoài ra chữa khó tiêu, chúng ta còn có thể sử dụng các cái nhóm khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm gì ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm thuốc gì các anh chị mà để chữa khó tiêu? Các cái men tiêu hóa có không? Cả lớp. Đúng rồi. Ừ, chúng ta sẽ sử dụng các cái men tiêu hóa để chữa khó tiêu, được chưa? Nhớ dùm cái ý này nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một số cái thuốc chống nôn, ví dụ như là Domperidone. Thì Domperidone các anh chị có nghe qua rồi đúng không? Nó sẽ kích thích co bóp, đúng rồi, nó sẽ kích thích co bóp dạ dày, đúng không? Nó sẽ làm cho thức ăn đi theo một hướng từ trên xuống dưới, được chưa? Nó sẽ chống trào ngược dạ dày thực quản. Và nó sẽ dùng trong cái trường hợp nào? Đầy bụng nè, ợ hơi nè, ăn không tiêu nè. Có thể sử dụng trong những cái trường hợp như buồn nôn, nôn hay là liệt ruột chẳng hạn, chúng ta cũng có thể sử dụng. Hoặc là dành trong cái trường hợp bị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên cái nhóm thuốc này nè các anh chị, người ta có thể sử dụng trong trường hợp nào nữa? Ví dụ như sau khi phẫu thuật xong, sau cái quá trình gây mê, thì nguy cơ của bệnh nhân xảy ra là gì? Có liệt ruột không? Dễ bị liệt ruột. Không đi ra ngoài được cô. Không đi tiêu tiểu được cô. Có thể là dẫn đến cái tình trạng gì? Liệt ruột, đúng chưa? Đúng không? Có, dạ, thể, có thể dẫn đến cái tình trạng là liệt ruột. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng Domperidone được không? Được không? Đúng rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Domperidone để kích thích nhu động ruột, được chưa nè? Tuy nhiên các anh chị sẽ thấy nè, giả sử như bệnh nhân của mình mà bị đau ruột thừa chẳng hạn, chúng ta dùng cái thuốc này có được không? Không. Đúng rồi, nếu như bị viêm ruột thừa chúng ta sử dụng nhóm này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ vỡ ruột thừa do nó kích thích. Có thể dẫn đến cái tình trạng là gì? Nó sẽ bị vỡ ruột thừa, đúng không? Do nó co bóp, đúng chưa nè? Chúng ta sẽ nhớ dùm cái ý này nha. Cho nên là cái thuốc này sẽ không dùng cho bệnh nhân bị gì? Bị viêm ruột thừa. Hoặc là bệnh nhân đang bị xuất huyết tiêu hóa, chúng ta nhầm cái nhóm này thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Làm cho chảy máu nhiều hơn. Đúng rồi, nó sẽ làm cho chảy máu nhiều hơn.
Hoặc là bệnh nhân bị tắc ruột thì chúng ta có nên dùng cái nhóm thuốc này không? Dạ không. Nếu như mà bệnh nhân bị tắc ruột chẳng hạn, chúng ta dùng nhóm này thì có nghĩa là thức ăn nó sẽ từ trên nó cứ đổ dồn xuống đến cái vị trí tắc, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ càng tắc nhiều hơn, càng tắc nhiều hơn thì nó sẽ làm tăng cái áp lực, đúng không ạ? Tăng áp lực ở cái vị trí tắc, đúng chưa nào? Và nó sẽ có nguy cơ là gì? Thủng ruột. Nó sẽ có nguy cơ là nó vỡ, được chưa? Nó thủng ruột, được không nè? Lưu ý dùng một số cái trường hợp đối với Domperidone. Tiếp tục chúng ta sẽ nói về cái thuốc nữa, đó là Diphenhydramine. Đối với Diphenhydramine thì như thế nào? Diphenhydramine thì các anh chị sẽ thấy ở đâu? Cái viên Naltamin, cái viên chống xoay đầu xe đó các anh chị. Thì đối với cái viên chống xoay đầu xe này nè, nó chứa thành phần Diphenhydramine. Ngoài ra theo các anh chị biết thì cái Diphenhydramine này nó thuộc cái nhóm thuốc nào ha? Thuốc dị ứng. Đúng rồi, thuốc chống dị ứng, được chưa? Và cái nhóm thuốc này sẽ được sử dụng để chống xoay đầu xe hay là rối loạn tiền đình chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng nha cả lớp. Rồi, tiếp tục một thuốc nữa, đó là Scopolamine. Scopolamine thì nó sẽ thuộc cái nhóm nào, có nhớ không cả lớp? Scopolamine nó là cái thành phần trong cái miếng dán chống xoay đầu xe cả lớp. Và nó sẽ được sử dụng để chống xoay đầu xe nha. Nhớ dùm cái chỗ đó. Rồi, hết cái phần lý thuyết rồi. Tiếp tục là phần bài tập. Trước khi qua cái phần bài tập này, chúng ta nghỉ giải lao 20 phút đi rồi chúng ta quay lại làm tiếp nha cả lớp. Là bây giờ là 7:33 đến 7:53, nghỉ giải lao 20 phút thôi nha. Cho xin tài liệu bài tập không cô? Ồ, bài này có nha, có gửi rồi trên cái group lớp nào đó đó. Kiểm tra lại nha cả lớp. Cái file này có rồi. Chưa có thấy cô ơi. Chết rồi. Trời đất ơi trời. Rồi giờ gửi cho ai đây? Nhắn cho mình một cái tin đi rồi mình gửi lại cho. Bây giờ in nó đâu được, in nó đâu. Trời. Không cần phải in, vừa mở máy vừa học được mà. In cái gì? Cái bài này mình có gửi rồi. Cái nhóm 1 vừa rồi nó học rồi đó. Rồi gửi rồi đó, rồi họ đâu? Có bạn nào gửi vô group rồi đó. Mai luôn đi cô, để chuẩn bị trước cô. Bài này có, bài này có. Thì ngày mai là học thuốc điều trị tiêu chảy, hôm nay là tao bón, ngày mai là tiêu chảy có sẵn hết trơn rồi. Cho nên mình mới không gửi nữa đó chứ. Trong group thì clip buổi tối có các bạn. Ừ. Cái phần bài tập của cô. Thì đúng rồi, nó nằm dính ở đây luôn á. Mà sao thấy tài liệu không có phần bài tập ta? Có. Sao có người nói có thì có người nói không kỳ vậy? Đúng rồi, không có phần bài tập cô ơi. Sao lại không có phần bài tập? Có cái file gửi sau đó. Ở trên cái lớp dược, ở trên cái nhóm dược lý á. Rồi mọi người tự giải quyết tài liệu với nhau đi nha. À các bạn, cái file mà thuốc nhận tràng các bạn mới gửi cái thiết bị đó, các bạn cái file đó là có bài tập không? Có hết rồi. Vô chỗ nhóm dược lý là có hết. À, bạn nào có tài liệu hết mình vô nhóm với mình. Con đâu lấy dính vô nữa phi. Hãy
Cả lớp ơi, xong chưa cả lớp? Dạ cô ạ. À. Tiếp tục chúng ta sẽ có một số bài tập từ slide số 12 cho đến slide số 35. Thì các anh chị muốn làm nhóm hay làm cá nhân hay như thế nào đây? Các cái nhóm hôm qua các anh chị có còn nhớ thành viên trong nhóm không? Hôm qua là các anh chị làm việc thông qua nhóm Zalo hay là làm qua cái nhóm ở trên cái Google Meet này? Làm trên Google Meet luôn cô, chia các bạn chị mấy cái loại thuốc đó cô. Rồi ok. Bây giờ mình không có, bây giờ bữa nay không có được cấp quyền cho nên là không có chia được đi chứ. Các anh chị có còn nhớ các thành viên trong nhóm mình không? Có nhớ là ai nhóm 1, ai nhóm 2, nhóm 3 không? Không nhớ đúng không? Nhóm 2 nè. Cá nhân được cũng được đó cô. Thôi bây giờ chúng ta làm cá nhân đi nha cả lớp. Bây giờ bắt đầu từ slide số 12 đến slide số 35. Các anh chị sẽ làm cá nhân, các anh chị sẽ xem bài cá nhân nha. Làm cá nhân trong khoảng thời gian 15 phút xong không? 12 cho đến 35 là nào cô? Giống như hôm qua thôi. Các anh chị nhiều quá cô. Từ từ, chưa có nói hết. Đây nè, các anh chị sẽ làm như thế này đây. Đây, ví dụ như cái hộp thuốc này, nhìn vào biết tên thương mại, biết tên hoạt chất không? Biết đúng không? Ví dụ như tên hoạt chất của nó là lycerin, được chưa? Thì các anh chị nhớ đây, lycerin. Rồi thuốc này nè, dufalac, hoạt chất lactulo. Nhưng mà cái thuốc này nè, nó lại là tiếp tục là lycerin. Cho nên là các anh chị sẽ nhóm lại cùng một nhóm, cùng một cái hoạt chất. Sau đó là chúng ta sẽ ghi công, chúng ta sẽ nhớ cái chỉ định và chống chỉ định của cái hoạt chất đó là được, hiểu không? Chứ thật ra ở đây nhìn rất là nhiều thuốc nhưng mà nó sẽ cùng một hoạt chất rất là nhiều. Ví dụ như mình mới cái chiếu cái slide 14 thôi thì là đã là hai thuốc cùng một hoạt chất rồi đó. Thấy chưa? Hiểu ý mình nói không cả lớp? Alo. Là như kiểu mình làm cái hoạt chất đó chỉ định cho cái gì và chống chỉ định với gì thôi đúng không cô? Đúng rồi. Được chưa? Hiểu không cả lớp? Alo, biết cách làm không? Hiểu hay là không hiểu nói để mình giải thích tiếp. Hiểu cô. Rồi, hiểu rồi. Đúng không? Như vậy thì 20 khoảng 23 thuốc chúng ta làm trong khoảng thời gian 15 phút xong không?
15 hay 20? Người nào cũng phải làm hết bằng đó thuốc hả cô? Đúng rồi, người nào cũng phải làm. Chắc 15-20 phút không xong được cô. Thôi 20 phút đi nha. Xong không xong rồi thì làm ra giấy. Dạ, 20 phút đi cô. Rồi ok, 20 phút. Các anh chị nốt ra cái giấy hay gì đó để mà lỡ mà mình gọi ngay tên mình thì mình biết đường mà làm kiểu như vậy thôi. Vậy có phải gõ lên tin nhắn lên không cô? Không cần phải gõ, không cần phải biết, không cần gì cả. Chúng ta xem qua để mà lỡ mà chúng ta xui, chúng ta bị gọi chúng tên thì chúng ta biết đường trả lời. Nha, 20 phút nha. Bây giờ là 8 giờ 3 phút đến 8 giờ 23 là chúng ta sửa bài nha cả lớp. Nghe rõ không? Rồi ok. 8 giờ 23 sửa bài nha cả lớp ơi. Cả lớp ơi, chúng ta sửa bài nha cả lớp. Alo. Cô ơi, cho em phút nào cô. Sửa bài nha cả lớp. Rồi bây giờ này, cái thuốc đầu tiên chúng ta vừa rồi đây là lycerin, được chưa? Hoạt chất nó sẽ là lycerin hoặc là chúng ta có thể gọi là lyceron, và nó sẽ sử dụng đường thuộc trực tràng, đúng không? Và nó sẽ điều trị táo bón, đúng chưa? Còn đây là dufalac là tên thương mại, còn tên hoạt chất của nó là lactulo, nó được dùng đường uống và nó là nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu, đúng không cả lớp? Dạ. Tiếp tục, ở đây là lycerin thì tương tự như cái thuốc vừa rồi, chúng ta không nói nữa. Rồi ở đây là tên thương mại là bisacodin DHG, hoạt chất nó là bisacodin, nó là nhuận tràng theo cơ chế nào cả lớp? Dạ, kích thích. Nhuận tràng kích thích, cho nên là chúng ta không dùng cho cái đối tượng là gì? Viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa. Đúng rồi, viêm ruột thừa nè, hoặc là phụ nữ có thai thì chúng ta không dùng nha. Tiếp tục, đây là gì? Lactulo Stada là tên thương mại, hoạt chất là gì? Lactulo, được chưa nè? Và nó là thuộc nhóm nhuận tràng gì cả lớp? Thẩm thấu. Đúng rồi, nhuận tràng thẩm thấu. Tiếp tục, bisacodin DHG, hoạt chất là bisacodin, nó thuộc nhóm gì? Nhuận tràng. Rồi, có nói rồi. Ở đây lycerin, còn đây là Alsacel 250 là tên thương mại, hoạt chất là gì? Docusat, là nó sẽ thuộc nhuận tràng, làm gì? Làm trơn hay làm mềm? Làm mềm đó. Đúng rồi, làm mềm. Tiếp tục, lactulo, hoạt chất là lactulo luôn, nó là nhuận tràng. Nhuận tràng thẩm thấu. Đúng rồi. Tiếp tục, docusat là nhuận tràng làm? Làm mềm. Mềm. Domperidone stada là tên thương mại, hoạt chất là domperidone. Thì các anh chị thấy nhóm này được sử dụng với tác dụng là gì? Chống nôn. Đúng rồi, sử dụng để chống nôn hoặc là dùng trong trường hợp ăn uống không tiêu. Metoclopramide 10mg là tên thương mại. Metoclopramide nó là tên hoạt chất và nó sẽ được sử dụng để làm gì cả? Chống nôn và liệt dạ dày, trào ngược. Đúng dạ rồi. Dày. Chống nôn dùng để điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Rồi tiếp tục, domperidone thì nói rồi đúng không? Rồi, meclostat là tên thương mại, tên hoạt chất là gì cả lớp? Metoclopramide nó sẽ sử dụng để chống nôn. Etedomperidone là tên thương mại, tên hoạt chất là domperidone. Rồi, scopolamine nó là miếng dán chống say tàu xe để dán sau tay nha cả lớp. Rồi, Rimbera nó là tên thương mại, còn metoclopramide nó là tên hoạt chất. Nó sẽ kích thích co bóp dạ dày và nó sẽ dùng để chống nôn hoặc là sẽ sử dụng để làm gì ạ? Chống trào ngược dạ dày thực quản hoặc là dùng để, trong trường hợp ăn uống không tiêu. Modem là tên thương mại, tên hoạt chất là domperidone. Nó sẽ sử dụng với tác dụng là gì cả lớp? Chống nôn. Chống nôn. Điều trị chống nôn. Đúng rồi, trào ngược. Tiếp tục, dimethylfenidate là tên hoạt chất, đồng thời cũng là tên thương mại và nó sẽ được sử dụng với tác dụng là gì? Chống nôn, say tàu xe. Chống nôn, chống say tàu xe. Tiếp tục. Metoclopramide KB
là tên thương mại, hoặc chất là metoclopramide. Cái này cũng vậy, cũng là miếng dán chống xây tàu xe. Hoặc là cái này dimethylinat, nó là tên hoạt chất. Tên thương mại cũng là dimethylinat. Nó sẽ sử dụng để chống nôn, chống xây tàu xe. Hoặc là rối loạn tiền đình cũng có thể sử dụng. Bomina 50, nó là tên gì cả lớp, tên thương mại. Tên hoạt chất là dimethylinat nha, công dụng như thuốc vừa rồi. Naturimin cũng vậy, nó là tên thương mại, hoạt chất là dimethylinat. Được chưa? Thì cái bài này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Được rồi, nhớ giùm nè, cái bài này coi cho kỹ nha. Bài này là mai mốt chúng ta thi thực hành là có một bài thuốc trong cái bài này đó nha cả lớp. Rồi, chắc có lẽ là các anh chị không còn thắc mắc gì đúng không? Có thắc mắc gì không cả lớp? Dạ không. Nếu như mà không thắc mắc gì thì chắc là chúng ta nghỉ nha cả lớp. Ngày mai là chúng ta học buổi cuối. Dạ cô. Rồi, chào cả lớp, chúc cả lớp ngủ ngon. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào cô.